Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài số 4 của quyển giáo trình chuẩn 2SK1. Trước khi cô bắt đầu phần từ vựng thì mong các bạn lấy giấy bút ra để ghi chú lại nha. Từ vựng của bài hôm nay, cô sẽ đọc qua một lần từ vựng của các bạn. Cô sẽ đọc qua một lần từ vựng của bài hôm nay nha. Tha sảy tợ Hàn语 nả của nơ tha thổng xuế hẳn dọ. Đầu tiên thì mình sẽ cùng nhau tìm hiểu cặp từ tha này ha. Tha đầu tiên, tha này được dùng để chỉ cô ấy. Cô ấy ở bên trái của chữ tha này là phụ nữ. Tha, bộ nữ thể hiện giới tính nữ. Tha ở đây là cô ấy. Còn tha này cô gọi là tha dùng chung. Tha dùng chung này tức là dùng được cho cả nam và nữ. Ha, chữ tha này dùng được cho cả nam và nữ. Và nếu mình muốn nói cô ấy là người Trung Quốc thì mình sẽ nói như sao? Tha shì Trung Quốc rèn. Rồi, nếu mình muốn nói ông ấy là người Mỹ. Tha shì mèi guò rén. Tha shì mèi guò rén. Anh ấy tên gì? Tên là gì? Bài trước mình mới học rồi hả? Jiào shénme mìngzì. Anh ấy là Tha jiào shénme mìngzì. Một chữ tha có nghĩa là một cô gái. Vậy còn một nhóm các cô gái, các chị ấy thì mình sẽ dùng cái gì nè? Tha mình các anh ấy thì là tha mình họ. Thì bây giờ cô ví dụ như trong một nhóm này vừa có nam vừa có nữ thì mình dùng tha nào? Nhớ lại cái cô nói hả? Tha dùng chung, tha mình ha, mình dùng tha này. Tha mình, bọn họ, các anh ấy, các chị ấy, các cô ấy, các chú ấy thì dùng tha mình. Và bây giờ mình muốn nói anh chị ấy là người Việt Nam thì mình sẽ nói sao? Tha mình shì yuè nán rén. Tha mình shì yuè nán rén. Từ tiếp theo, thủng xuế. Thủng xuế có nghĩa là bạn học. Bạn học cùng lớp hoặc là bạn học chung một quen biết ha. Bạn học của tôi thì mình sẽ nói là 我同学. Khi nói về cái trong tiếng Trung, khi nói về quan hệ sở hữu ấy, tức là cái gì của cái gì, ai của ai hoặc là cái gì của ai, thì mình sẽ có cái cấu trúc đảo ngược hoàn toàn với tiếng Việt mọi người ha. Tôi sẽ đem lên tôi sẽ đem lên đầu, bạn học sẽ để phía sau đây. 我同学. Anh ấy là bạn học của tôi. 他是我同学. 他是我同学. Các bạn chú ý cái cách nói này nha, cái cách nói sở hữu trong tiếng Trung nha. Rồi tiếp theo, 朋友. 朋友 này là bạn gọi chung. 朋友 không phải là bạn học nữa. Bạn có thể là bạn hàng xóm nè, bạn quen biết qua mạng xã hội hay là bạn thế nào đó. Bạn rồi, bạn của tôi, tương tự lúc nãy nhắc nhớ lại sở hữu này. Bạn của tôi mang trước ha. 我朋友. Cô ấy là bạn của tôi. 她是我朋友. Thì tiếp theo, Hàn语 có nghĩa là tiếng Trung. Thế bây giờ mình muốn nói giáo viên tiếng Trung thì mình sẽ nói như sao? Hàn语老师 ha. Rồi một từ nữa, của thì có nghĩa là quốc gia, là đất nước. Hôm trước mình có học nước Mỹ là Mày của, Trung Quốc là Trung Quốc.
Ủa? Rồi, cô mở rộng một xíu, tên một vài nước có chữ của ha. Không phải nước nào cũng phải có chữ của. Ví dụ như Việt Nam của mình thì nó chỉ là duyên nản thôi, đúng không? Có chữ của. Rồi, đất sẽ là tở của. Tở của nước Pháp. Phả của. Phả của. Nước Hàn Quốc. Hẳn của. Hẳn của. Nước Thái Lan. Thầy của. Thầy của. Rồi. Từ tiếp theo, từ này nằm trong sách, mặc dù chỉ in một âm đọc thôi, nhưng một số tài liệu sẽ có cái âm này ha. Từ này nó có hai cách đọc, một là sĩ, hai là sủy. Sĩ hoặc là sủy có nghĩa là ai. Bạn là ai thì mình sẽ hỏi sao? Bạn là ai? Nǐ shì shěi? Nǐ shì shěi? Anh ấy là ai? Tā shì shěi? Tā shì shěi? Ai là Tommy? Mình sẽ hỏi. Sǐ shì Tommy? Sǐ shì Tommy? Ai là Lý Nguyệt? Cái tên Lý Nguyệt bài trước mình mới gặp. Sǐ shì Lǐ Yuán? Sĩ sư lý duyệt. Từ tiếp theo, mạ có nghĩa là nào. Người nước nào thì mình sẽ nói là là của rảnh, là của rảnh. Bạn là người nước nào thì mình nói sao? Nǐ shì nǎ guó rén? Nǐ shì nǎ guó rén? Tiếp theo mình sẽ tìm hiểu những nó được đặt ở cuối câu. Ví dụ, nì nó có nghĩa là bạn thì sao, tha nó anh ấy thì sao. Nó giống giống với chữ and you trong tiếng Anh các bạn ha. Nó được dùng ở cuối câu để tìm hiểu một cái thông tin gì đó, nhưng mà cái thông tin này phải được đề cập ở vế trước rồi. Cô ví dụ, 我不是老师, 我是学生, 你呢? Nì nó ở đây có nghĩa là nì sư xuế sơn mà, bạn có phải là học sinh không? Thì thay vì nói một vế dài như vậy, người ta chỉ nói chữ nơ, nì nơ. Câu số 2, Tha chào Lý Duyệt. Tha nơ, cô ấy tên là Lý Nguyệt, còn anh ấy thì sao? Thì cái chữ nơ này thay thế cho cái cụm chào sở mà miễn trợ. Chào sở mà miễn trợ tên là gì? Câu số 3, 我是美国人, 你呢? Tôi là người Mỹ, còn bạn thì sao? Bạn thì sao? Thì đây có nghĩa là 你是哪国人? Bạn là người nước nào? Tiếp theo, đó là từ tờ. Tờ này mặc dù nghĩa trong sách của chúng ta giải thích đó chính là một cái trợ từ được dùng sau định ngữ, nhưng chúng ta có thể dịch nôm na là từ của. Ở trình độ hiện tại của bạn thì các bạn hiểu tơ có nghĩa là của. Đây là công thức khi dùng chữ tơ, có nghĩa là danh từ hoặc đại từ cộng cho tơ và cộng cho một danh từ khác. Thì đại từ mà chúng ta đã học gồm có 我, 你, 他, 我们, 你们, 他们, tất cả những cái này là đại từ các bạn ha. Khi mà danh từ đứng sau tơ, tức là cái phần màu xanh lá này, chỉ quan hệ sở hữu, tức là cái gì của cái gì, ai của ai và cái gì của ai thì bắt buộc phải sử dụng tơ. Ví dụ, Lý lão sư tờ xuế sợ. Vì ở Trung Quốc ấy, thì người ta xưng hô á, người ta sẽ xưng hô bằng họ chứ không phải bằng tên. Nên cô ví dụ như cô giáo Lý Nguyệt là giáo viên thì người ta sẽ gọi là Lý lão sư, tức là cô Lý. Lý lão sư tờ xuế sợ. Nhớ lại lúc nãy cô nói ha, khi nói về quan hệ sở hữu trong tiếng Trung thì cái cấu trúc của nó sẽ ngược lại hoàn toàn với tiếng Việt. Nên là cái câu A này mình phải dịch là học sinh của cô giáo Lý. Học sinh của cô giáo Lý. Câu B, 我的汉语老师. Hàn ngữ lão sư, nãy mình có nhắc ở đầu bài rồi, giáo viên tiếng Trung. 我的汉语老师 lão sư mình sẽ dịch là giáo viên tiếng Trung của tôi. Khi đại từ trước tơ và danh từ sau tơ, chỉ cách xưng hô với người thân
đơn vị tập thể ở đây thì tại vì sách này mình chưa học ha, sau này cô sẽ nhắc lại phần đơn vị tập thể là cái gì, thì có thể không dùng tơ. Đó là lý do tại sao lúc nãy ở đầu bài khi nói về bạn học, bạn bè thì cô không có nói tơ. Đây ví dụ A là 我的同学, mình có thể nói là 我同学, tại vì đây là cách xưng hô với người thân. 他的朋友, mình có thể nói là 他朋友, nhưng bắt buộc cái phần này nó phải là đại từ mới được bạn ha. Nhìn lại bên đây đại từ ở này rồi, nhắc lại ha, khi dùng tơ thì nó có hai trường hợp. Trường hợp một, khi chỉ quan hệ sở hữu bình thường thì phải bắt buộc dùng tơ. Trường hợp hai là khi đại từ đứng đầu câu và danh từ này là chỉ một cái mối quan hệ người thân hoặc cách xưng hô với người thân thì mình có thể không dùng tơ. Đó là 我同学他朋友. Các bạn chú ý cái cách dùng tơ này vì nó sẽ đi theo các bạn một quãng dài học tiếng Trung luôn, nên là các bạn phải tập quen với cái việc cấu trúc của tiếng Trung nó ngược lại hoàn toàn với tiếng Việt ha. Ok, mình cùng nhau ôn lại từ vựng lần nữa ha. Tha sĩ tơ Hàn ngữ nà của nơ tha thổng xuế thẩn dọ. Các bạn cùng nghe bài số 1 nha. Khơ vấn y 他是谁? 他是我的汉语老师, 他叫李月. 他是谁? Cô ấy là ai vậy? 他是谁? 他是我的汉语老师. Mời chú ý vị trí của chữ tên này. 我的汉语老师, giáo viên tiếng Trung của tôi. Cô ấy tên là Lý Nguyệt, Lý Yue. Bài số 2 ở thư viện. 课文 2. 你是哪国人? 我是美国人. 你呢? 我是中国人. Rồi, xem thế nha. 你是哪国人? Anh là người nước nào? 哪国人? Người nước nào? 我是美国人. Người Mỹ. 你呢? Nhớ lại chữ nơ đây nó có nghĩa là gì? 你是哪国人? Ha? Bạn là người nước nào? Còn bạn thì sao? Tôi là người Mỹ, còn bạn thì sao? 我是中国人. Tôi là người Trung Quốc. Bài số 3. 课文 3. 他是谁? 他是我同学. 他呢? 他是你同学吗? 他不是我同学. 他是我朋友. 他是谁? 他是谁? Anh ấy là ai đúng không? Anh ấy là bạn học cùng lớp với tôi. Còn cô ấy nữa. Còn cô ấy thì sao? Cô ấy thì sao? Cô ấy cũng là bạn học của bạn à. Thì cô ấy không phải là bạn học của tôi. Cô ấy chỉ là bạn của tôi thôi. Bạn của tôi không nhất thiết phải học cùng lớp với tôi đúng không? Rồi, các bạn dành thời gian để trả lời một số câu hỏi này ha. Câu số 1, 你是哪国人? Bạn là người nước nào? 我是越南人. Tôi là người Việt Nam. 你叫什么名字? Bạn tên là gì? Mình tự nói ra tên của mình là 我叫 cái gì đó. 你的汉语老师是哪国人? Mình phân tích cái câu từ ha. 你的汉语老师, giáo viên tiếng Trung của bạn, là người nước nào? 我的汉语老师是越南人. Giáo viên dạy tiếng Trung của tôi là người Việt Nam. 你的汉语老师叫什么名字? Giáo viên tiếng Trung của bạn tên là gì? 你的汉语老师叫什么名字? Giáo viên tiếng Trung của bạn tên gì ha? Làm sao để biết được giáo viên tiếng Trung của mình tên gì thì mình phải hỏi giáo viên tiếng Trung của mình gì cho xong cái miệng tự. Lý do Trung Quốc bạn yêu sư sĩ. Bạn Trung Quốc của bạn là ai? Ví dụ mình không có bạn Trung Quốc thì mình không thể trả lời câu hỏi này đúng không? Lý do Trung Quốc bạn yêu sư sĩ.
Thôi, mình cùng nhau sử dụng từ ngữ trong bài để mô tả hình ảnh bên dưới nè. Họ là Chào Bù Sư. Chào Bù Sư, Seven Shop, đúng không? Họ là người nước nào? Họ là Mỹ Quốc nhân, ha. Rồi, câu thứ hai. Họ là Lý Na. Cô ấy là Lý Na. Họ là Trung Quốc nhân. Trung Quốc nhân. Họ gọi Mã Lị. Cô ấy tên là Mary. Họ không phải là tôi. Ở đây có ví dụ tiền. Họ không phải là giáo sư. Họ là bạn của tôi. Cô ấy tên là Mary. Cô ấy không phải là giáo viên của tôi. Cô ấy là bạn của tôi. Còn nếu như bạn nào thích điện, họ gọi Mã Lị. Họ không phải là bạn của tôi. Cô ấy không phải bạn học chung lớp với tôi. Cô ấy chỉ là bạn của tôi thôi. Họ gọi Tào Vị. Anh ấy tên là David. Họ là của chúng tôi. Hồng Xuế, anh ấy là bạn học cùng lớp với chúng tôi ha, tại vì mình thấy cái hình này lại giống như ở trong trường học á. Ok, bây giờ đến bài ngữ âm, tôi sẽ mở và các bạn đọc theo nha. Thính lưu yên bình gân đủ, chú ý sân mũ phá yên đất chú bế. Chí sĩ, chú sĩ, sân rư. 上车认识常识事实超人燃烧热闹出差长城手术商场超市充值。Rồi, có bài tiếp theo nha. Thính lưu yên bình gân đủ. Chú ý, chén hậu bí yên ưu mũ phá yên đất chú bế. An, ang, yên, yang, wan, wang. N, ng, yin, ying, wen, wang. Rồi, phần ngữ âm cuối cùng của bài này. Thính lưu yên bình gân đủ. Chú ý, yi, wu de yong fa. Yếu yong, yếu yi. 音乐元音青蛙影星英雄危险国外阴天语言往往晚宴爷爷营养我们 Bài số 4 của chúng ta sẽ kết thúc ở đây ha. Hy vọng là các bạn sẽ dành nhiều thời gian để viết từ mới cũng như là ôn tập lại cái cách đọc để phát âm thật là chuẩn. Nếu như mà các bạn cảm thấy video của cô hữu ích thì các bạn hãy chia sẻ cho những bạn bè xung quanh của mình, những người yêu thích tiếng Trung nhưng mà chưa có điều kiện cũng như cơ hội để được học tiếng Trung thì có thể tự học tiếng Trung ở nhà. Và nếu được thì có thể nhấn subscribe kênh YouTube, theo dõi fanpage tiếng Trung Lý Anh Trần của cô ha. Hẹn gặp lại các bạn vào bài số 5. Bye bye.